Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, cuộc thi vùng tai nạn trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2022 được tổ chức tại Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ngày hôm nay tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao giải và lễ bế mạc cuộc thi vùng tai nạn nhằm tôn vinh những thành tích đã đạt được của các đội tuyển trong cuộc thi. Dự lễ bế mạc và trao giải có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thượng tướng Phạm Hoài Nam. Cùng dự có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội thao tại Việt Nam và đại sứ tùy viên quân sự các nước đại diện đội tuyển 6 quốc gia dự thi, Trung tướng Igor Kolesnikov, Tổng cục trưởng Tổng cục 12 Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đại diện Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và ban tổ chức Army Games 2022 dự lễ bế mạc. Trong tiếng quốc thiều trang nghiêm, lần đầu tiên quốc kỳ của Việt Nam và Liên bang Nga cùng tung bay ở vị trí cao nhất, vị trí của những nhà vô địch. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam giành huy chương vàng cuộc thi vùng tai nạn trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính, đội tuyển Liên bang Nga giành giải nhất chặng 1, vượt giải chướng ngại vật đặc biệt. Đội tuyển Belarus giành giải nhất chặng 2, tiếp sức. Và đội tuyển Việt Nam giành giải nhất chặng 3, giành chiến thắng. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao cúp cuộc thi vùng tai nạn và huy chương vàng cho đội tuyển Việt Nam và Liên bang Nga. Đội tuyển Cộng hòa Belarus giành huy chương bạc và đội tuyển Mali giành huy chương đồng. Ban tổ chức cũng tặng huy chương cho các đội và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong từng nội dung thi đấu. Trong đó, Trung úy Nguyễn Trung Kiên đạt danh hiệu vận động viên vượt giải tấn công tốt nhất với thành tích 1 phút 20 giây và Trung úy Vi Văn Vũ đạt danh hiệu vận động viên vượt tường leo núi tốt nhất với thành tích 1 phút 31 giây. Đây đều là thành tích phá kỷ lục được ghi nhận qua các kỳ cuộc thi vùng tai nạn. Với tấm huy chương vàng lịch sử trong cuộc thi vùng tai nạn, đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam đã để lại dấu ấn lớn về chuyên môn tại Army Games 2022. Những kinh nghiệm có được từ việc tổ chức thành công một cuộc thi quân sự mang tầm quốc tế sẽ là cơ sở quan trọng để những hội thi, hội thao trong toàn quân thời gian tới có những đột phá cả về chất lượng và hình thức. Từ đó, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của mỗi đơn vị và sức mạnh tổng hợp của quân đội. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi vùng tai nạn trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của các đội tuyển đến từ 6 quốc gia, cùng với đội tuyển của Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Mali, Liên bang Nga và nước chủ nhà Việt Nam. Năm nay, Cộng hòa Congo và Cộng hòa Liên bang Myanmar lần đầu tiên cử đội tuyển tham gia. Phát biểu tại lễ bế mạc, Trung tướng Igor Kolesnikov, Tổng cục trưởng Tổng cục 12 Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, bày tỏ sự cảm ơn đến nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc thi và thực hiện hiệu quả các biện pháp để bảo đảm an toàn cho các đội tham gia thi. Đây là lần thứ hai Việt Nam đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức các cuộc thi này tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều này được minh chứng bởi sự tham gia của các đội tuyển đến từ 6 quốc gia với hơn 100 vận động viên. Điều đặc biệt, số lượng đội thi ngày càng tăng và năm nay có thêm quan sát viên của Cộng hòa Ấn Độ. Nhờ các giai đoạn của cuộc thi được tổ chức có chất lượng cao, cơ sở vật chất huấn luyện của thao trường được chuẩn bị chu đáo, nên các quân nhân giỏi nhất của 6 nước tham gia đã thể hiện sự điêu luyện và kỹ năng thuần thục, khả năng làm chủ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa ra những quyết định sáng suốt, độc đáo trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phức tạp nhất. Phát biểu tại lễ bế mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, việc Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi vùng tai nạn trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2022 thể hiện bước phát triển mới trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi vùng tai nạn không chỉ nhằm giao lưu, thi đấu về thể thao quân sự mà còn vì một mục đích nhân văn hơn, nhằm không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam và các nước tham gia vì một thế giới hòa bình, ổn định, thịnh vượng, hợp tác và phát triển.
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa chúc mừng thành tích mà các đội tuyển đã đạt được, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của ban giám khảo, các tổ trọng tài, lực lượng phục vụ. Cuộc thi Vùng Tai Nạn diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 trong khuôn khổ Army Games 2022 tại Việt Nam nhằm tạo ra môi trường để các quân nhân được thi đấu, giao lưu về quân sự, nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm khai thác, bảo quản và sử dụng vũ khí trang bị, đồng thời là cơ hội để tăng cường và mở rộng hợp tác quân sự quốc phòng, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tin cậy giữa quân đội các nước.